Chương trình này được bảo trợ bởi Smile Again Dental Center 714-248-9883 Gọi ngay Mango Tools 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển điện Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy 888-880-8345 Chào mừng quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà Phê Sáng với Nhi Huyền và Lê Thái thưa quý vị ngày hôm nay như đưa cho quý vị để một cái bản tin rất là lạ lùng khi mình đi ăn đám cưới thì dĩ nhiên cô dâu với chú rể đám cưới phải đưa giấy mời nếu mà muốn mời ai phải không thưa quý vị nhưng mà ngày hôm nay cái bản tin này rất là lạ và một cái trend nó cũng rất là lạ ở trên tiktok và ở trên facebook cũng rất là nhiều và có có rất là cái nhiều những cái bình luận trái chiều và cũng như cùng chiều đó là hai cô cô dâu chú rể này muốn tổ chức một cái sinh ở một cái đám cưới nhỏ thôi nên họ gửi giấy mời cho những người mà không được mời họ báo cho những những người này biết rằng là họ không được mời tới đám cưới của hai người này thì đây à, là khi mình nghe đọc cái bản tin này á, thì đây cũng là một trong những cái bản tin một cái tin rất là lạ thì lâu nay á, thì đa số uh, theo cái truyền thống là mời mình mới đưa thiệp còn không thôi thì mình im luôn phạm thư quý vị nên có những cái nhiều người thì đồng ý họ yêu những người này thì họ rất là uh, polite họ rất là À, là um, tử, tế. tử tế, cảm ơn Lê Thái để mà đưa những cái thiệp mời này và báo cho người ta biết là ôi tôi không có mời được từ vì tôi muốn đưa tổ, tổ chức cái đám cưới à, rất là nhỏ thôi nhưng mà có những người uh, thì họ bàn tán rằng á uh, là quá rude, uh, cái này là không nên nếu mà không mời thì đừng mời luôn thì theo quý vị uh, thì quý vị nghĩ như thế nào? thì cái cặp uh, vợ chồng này á uh, đã gửi thiệp không mời cho bạn bè luôn quý vị và gia đình luôn thay vì cái thiệp mời truyền thống thì họ quyết định thông báo một cách rất là hài hước. Uh, đảng họ là không mời dự những người này tới đám cưới của họ và thiệp này được thiết kế với phong cách vui nhộn à, và nhằm tránh những cái hiểu lầm cảm giác bị bỏ rơi của những người khác đó là cái ý của hai vợ chồng này và cặp đôi này muốn đảm bảo rằng những người không được mời sẽ cảm thấy không bị xúc phạm mà thay vào đó họ hiểu rằng đám cưới sẽ là một sự kiện nhỏ gọn và riêng tư cho hai người này thôi thì theo bài đăng đám cưới này là cách cái cách của mỗi người có một cái cách sống khác nhau và cặp đôi họ muốn đám cưới trong cái ngân sách của họ. Gần 200 người đã bình luận trong cái bài đăng ở trên Reddit này về những gì họ đang kế hoạch thật là thô lỗ và cái lý do để mà không tham dự. Còn những người khác thì họ nghĩ đó là một cái điều đúng thôi. Và cái đám cưới này uh rất là là tốt và cặp vợ chồng này rất là tốt để mà thông báo cho những người thân và bạn bè để họ hỏi thắc mắc đôi lúc mình có thắc mắc mình là người thân mà tại sao lại không mời mình thì tùy theo cái ý kiến của mỗi người thôi thưa quý vị thì theo quý vị và các bạn á, thì quý vị nghĩ như thế nào thì có gì comment ở dưới ở youtube và facebook cho Nhi Huyền và Lê Thái này Lê dễ Thái ăn, thì nghĩ như thế nào dễ ăn đòn <cười> <cười> không mời người ta thôi im lại đi không mời rồi còn mà gửi thêm nó tao không có mời mày nha <laughs> uh đây cũng là một cái cách rất là hay giống như là để gây gây giờ là gây thương gây nhớ đối với những người <laughs> khác Kỳ thù gây quán cũng có chứ không phải không nhưng mà xét cho kỳ cùng đó thì chúng ta cũng phải suy nghĩ lại có nghĩa là người ta phải có cái lý do nào đó yeah. thành ra người ta mới mới làm như vậy tại vì đôi lúc có những người người ta rất là thân yêu rất là thân thuộc muốn ở à, thật sự là con muốn mời cô đến dự đám cưới của con ừ. mà tại vì tiền con không có nhiều con không có tổ chức lớn thành ra con không dám mời thành ra con gửi cái thư này để là con không mời cô nhưng mà thật sự là con rất là muốn mời cô thì không biết cái nội dung ở trong thiệp là như thế nào để thác chị đoán vậy tại thôi nhưng mà nghĩ rằng là cái thiệp này nếu như ai mà không hiểu có thể sẽ rất là dễ bị ăn đòn cái cặp của cô dâu chú rể này thưa quý vị nhưng mà nói thôi chứ mình đây là những cái việc khác polite yeah. yeah. thưa quý vị yeah. có nghĩa là người ta rất là tử tế yeah. um, quý vị có hay đi ăn buffet không và khi mà chúng ta vào trong nhà hàng buffet đó thì chắc chắn rằng có rất là nhiều những chuyện dở khóc vợ cười, hỉ nộ ái ố nó nằm ở trong đó. Có rất là nhiều những cái dạng thực khách khi vào ăn buffet nó khác nhau. À kính thưa quý vị, cái chuyện mà kinh doanh hiện nay nó vô cùng khó khăn trong cái thời điểm hiện tại và việc mà đối mặt với những cái khách hàng mà khó tính càng khiến cho mọi việc nó trở nên khó khăn hơn trong cái nỗ lực mà những cái người chủ người ta muốn cung cấp những cái dịch vụ tốt cho khách hàng đôi khi đó là những cái người chủ nhà hàng này người ta cảm thấy là nản lòng vì đôi khi người ta gặp những cái vị khách vô cùng kỳ kẹo kỳ kỳ cục luôn đó có nghĩa là vừa ăn vạ cũng có ăn quịch cũng có và kiếm cứ là cái đồ ăn dở để mà không trả tiền hoặc là đòi tiền lại trên màn ảnh thưa quý vị quý vị thấy là một cái cái sơ khoanh tròn một cái người đàn ông và cái người đàn ông này đến ăn tại một cái nhà hàng thịt nướng nổi tiếng ngay tại thái lan và đây không phải là vị khách kỳ quặc đơn mà trước đây thưa quý vị, cái chủ nhà hàng này người ta đã nói là từ trước đến nay thì người ta cũng đã gặp nhiều vị khách như vậy rồi. Sau khi mà cái anh khách mà mặc mà áo màu vàng này á, ăn liên tục trong 2 tiếng đồng hồ từ 16 giờ 32 phút chiều có nghĩa là 4 giờ 32 phút chiều cho đến 6 giờ 28 phút chiều ngày 11 tháng 8 vừa qua. Thì người đàn ông này á, ăn xong đã hai hơn 2 tiếng đồng hồ rồi đứng lên phàn nàn á Đồ ăn sao dở quá, phục vụ thì kém tôi không có thích, rồi không nhận được cái dịch vụ xứng đáng với những cái gì tiền mà tôi bỏ ra để tôi mua vé tôi ăn trong cái nhà hàng này. Sau đó thì người đàn ông này yêu cầu nhà hàng phải hoàn tiền lại cho mình. Và cái đoạn clip do camera người ta ghi lại cho quý vị thì ở chủ nhà hàng người ta nói rằng người ta đưa lên trên mạng xã hội và nói rằng á thực tế cái vị khách này đã liên tục tự lấy thịt và ăn không ngừng trong suốt cái thời gian mà anh ở tại cái nhà hàng này. Và anh ta còn yêu cầu thay vị nướng mới vì cái vị nướng cũ có nhiều vết cháy sau một cái giờ đầu tiên mà anh nướng. Sau đó thì người đàn ông này tiếp tục ăn trong một giờ nữa và ngay sau khi mà ăn xong thì anh ta lại đòi gặp quản lý nhà hàng và phàn nàn về dịch vụ kém cỏi là nói rằng là từ nãy giờ tôi không ăn được cái gì cả trong cái nhà hàng này người quản lý thì cố xoa dịu cứ tính tình hình bằng cách là ông nói xin lỗi và sắp xếp một cái bàn mới cho cái người đàn ông này nhưng vị khách vẫn khăng khăng rằng mình là để chịu đựng vậy là quá đủ và đòi đi và đòi phải trả lại cái tiền vé mà anh vào anh ăn rất là nhiều những cái vụ này nó đã xảy ra trong quá khứ và hiện tại Và theo những cái người người ta kể người ta nói rằng là chủ nhà hàng rất là tội nghiệp, rất là dễ thương Đến xin lỗi cái người này cho biết rằng là không biết là cái lỗi phải dự như ai Nhưng mà chủ nhà hàng đã ra xin lỗi Và anh này còn đe dọa là đánh giá đánh giá là một sao cho cái nhà hàng này Rồi bắt buộc là phải trả lại tiền cho anh Chứ không là anh, anh, anh phải anh quậy, anh làm cho nó rắc rối thêm Sau đó khi mà cái chuyện nó xảy ra người ta kiểm tra lại cái camera thì thấy là Oh my goodness, cái anh này ảnh ăn hơn hai tiếng đồng hồ lấy thịt liên tục nướng liên tục còn kêu thay vị nữa mà lại phần nào là đồ ăn dở, đồ ăn dở mà ăn hai tiếng luôn. <laughs> thì chị chị Như Huyền, chị Như Huyền đi ăn ở trong buffet phê, chị biết là thường là ngồi cao lắm là cũng một tiếng mấy hai tiếng đúng không? Chưa một tiếng là mình thấy cũng hơi bị nhiều lắm. À, chị ăn rồi đến, nhiều người, người ta ăn nhiều người ta ăn hai tiếng luôn. Bây giờ nhà nhà hàng ở California của mình cũng vậy, cũng hạn chế cái giờ đó. Có nghĩa là đến cái giờ khoảng chừng tiếng rưỡi hai tiếng là bắt đầu người ta không cho lấy thịt nữa, không à. có là cái nhân viên không có bưng đồ lên nữa. Không. Thì chúng ta order gì trong vòng một tiếng tiếng rưỡi đó thôi, thì ừ. chúng ta order đồ cho nhiều lên ăn. Nhưng mà đến chừng qua nó là quý thì không ăn được ồ đồ nó không được đặt thêm nữa. Thôi oh, giờ có yeah, giới hạn có rồi. Được, có giới yeah. được, có được. thôi là nhà hàng lỗ sao? Lỗ đúng không? Hết. không <laughs> mà không người ta mập phì mập phì đó, chứ tôi ăn nhiều quá. Ờ, cái đó cũng đúng nữa. để tỷ giờ là cái trend nó đang heo thì mà vào. <laughs> Cảm ơn Lê Thái. Thưa quý vị, thì ngày hôm nay tôi đưa cho quý vị một cái bản tin cho những ai mà muốn uh, nuôi những cái con chó thì khỏi phải đi mua, thưa quý vị. Từ hiệp hội nhân đạo của tại San Diego thì họ đang mong cái sự giúp đỡ của cộng đồng để nhận nuôi những cái con chó không nhận chó không mà mèo rồi có rất là nhiều con thú vật như sẽ đưa ngày hôm nay cho quý vị và hiện nay họ rất là đông đúc ở trong những cái nơi mà của hiệp hội nhân đạo họ nuôi những cái con chó này mà bị mồ côi hoặc là không có ai nuôi hết thì họ nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng thì trong đó thì họ nó ước tính cho hiện nay họ đang có là 844 con chó 660 trong đó là chó trưởng thành và 184 là chó con nên quý vị được nhận nuôi free rồi còn được hướng dẫn nữa quý vị người ta hướng dẫn nuôi như thế nào rồi huấn luyện như thế nào nữa free không phải trả tiền và Hiệp hội Nhân đạo San Diego hiện đang có số lượng chó kỷ lục sẵn sàng để nhận nuôi. Điều này có thể là do nhiều yếu tố bao gồm việc gia tăng số lượng chó bị bỏ rơi hoặc là không thể chăm sóc do các hoàn cảnh khác nhau gần đây và họ cũng nói rằng nhiều cái dịch vụ hỗ trợ cho những người muốn nhận nuôi chó thì bao gồm tư vấn, việc chọn chó phù hợp, hỗ trợ y tế, huấn luyện và họ cũng tổ chức nhiều cái sự kiện, chương trình để khuyến khích nhận nuôi và nâng nâng cao cái nhận thức về quyền lợi của những động vật và hiệp hội họ cũng nói rằng không chỉ có chó thôi mà họ còn có nhiều loại vật nuôi để lựa chọn bao gồm chó, chó con, mèo con, mèo con, thỏ, chim, bò sát, động vật gặm nhấm, chuột và nhiều hơn nữa. Nếu quý vị tới đó thì quý vị sẽ thấy và hoặc là truy cập vô trong website gọi là SD Human That Ors rồi slash Adopt có nghĩa là A-D-O-P-T để tìm hiểu thêm, thêm để nhận nuôi thì quý vị vô đó thì sẽ thấy một cái list của những con chó, con mèo hoặc bất cứ những cái động vật nào ở trong đó để quý vị muốn về nuôi. Thì mỗi năm Hiệp hội Nhân đạo San Diego chăm sóc hơn 40.000 động vật, cung cấp các dịch vụ nơi trú ẩn, chăm sóc y tế, huấn luyện hành vi và nhiều dịch vụ khác. Và họ cũng hợp tác với các cơ quan địa phương để cung cấp dịch vụ kiểm soát động vật và tìm kiếm cứu hộ cấp phép và nuôi những cái con này và cứu những cái con vật này và hiệp hội có tổ chức rất là nhiều sự kiện để nâng cao nhận thức về quyền lợi của động vật và khuyến khích chúng ta nhận nuôi những cái con chó và những cái con mèo những con động vật đáng thương này Chỉ có ở Hoa Kỳ thì mới có những cái có có còn cái sự sự kiện những cái chương trình như thế này Chứ ở bên Việt Nam mà kiểu mà mà đăng lên là muốn nhận nuôi chó đó, là em bảo đảm với chị luôn phải mình nói xấu uhm. mấy người mà thích ăn thịt chó là nhận nuôi xong về làm thịt đó. Cây có tội bảy món rồi này nọ rửa mận này nọ oh my này chó ăn với lại lâm mơ riền rồi chấm mắm tôm rồi à, quý vị giúp mình chúng tôi sẽ quay trở lại xong vài thông tin thương mại bảo trợ cho đài